đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, đi là mang linh hồn non sông. Đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, bước lên cây buồn Việt Nam. Kèn vang theo tiếng chân đang dồn dập xa xa, tiếng gào thiết tha, từng lời chinh khi đưa âm âm tiếng khét hoan, dầm dầm tiếng xuống xa trường xa. Hồn xanh khi máu sương rơi tràn ngập biển thu. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đi là mang hồi tụ tiền thu. Đi là đi chiến đấu, đi là đi chiến thắng, đứng lên đây người Việt Nam. Trường hợp nào quan đó, mình điều tra thu lượm tin tức và tang vật, và cái đó là hai cái quan trọng. Cái thứ ba nữa là nhân chứng, mình nhờ nhân chứng khai thì mình mới đưa ra tòa vậy. Cái người đó nó có, mình có câu luôn hay không? Cái quan trọng hồi xưa đó, khi mà mở cuộc điều tra đó, cái người can phạm đó có phạm tội hay không? Mình điều tra mình biết có phạm tội mình mới được quyền câu luôn người ta. Mà hơn nữa đó, theo cái luật hồi xưa, mình câu luôn một can phạm đó, chỉ được quyền câu luôn 24 tiếng thôi. Sau 24 tiếng mình phải xin phép tòa. Cho nên là những cái gì mình làm hồi xưa đó là nó giống như Mỹ bên này. Mình không được xâm phạm tới can phạm hay là nghi can gì hết trơn. Đó. Cái chuyện làm này đó thì tôi nói sau này cái chính phủ mới bây giờ ở Việt Nam là không thể nào làm, không làm giống như mình được. Nếu làm như vậy thì không ai có tội. Còn mình làm đấy có tội là gì? Mình có chứng cớ, có nhân chứng. Thành ra họ không có chối cãi được. Đó. Rồi còn cái nhiệm vụ của quân cảnh khác nữa là không phải là chúng tôi không có tác chiến ở trong quân đội, mà chúng tôi không có tác chiến mà là khỏe đâu. Nghĩa là học có những cái khóa chẳng hạn như điều hòa lưu thông. Điều hòa lưu thông thì nghĩa là các cuộc hành quân mà lớn đó, chẳng hạn như cái thời kỳ năm 70 mà mình quân đội mình hành quân lên Campuchia để đánh bên trên đó, thì cái đoàn xe đã chở quân đội, chở từ dưới Sài Gòn lên ở các nơi lên, thì cái đoàn xe đi đó là phải có quân cảnh hướng dẫn. Đó. Quân cảnh hướng dẫn là phải đi cái đường nào chứ không phải là muốn dẫn đâu là dẫn. Đó. Xe chạy đó, thì mấy anh tài xế anh cũng chỉ biết chạy thôi, chứ còn đi cái đường nào thì quân cảnh phải chỉ cái đường đó. Tới cái ngã tư là quân cảnh chỉ cái đường này là nó phải chạy đi cái đường đó, chứ đâu có được chạy đường khác. Đó. Cái đó cũng là cái an ninh. Chẳng hạn như bây giờ có đoàn xe, không có cái đoàn xe của cộng sản hay của ai nó chen vô rồi nó hướng dẫn nó chạy chỗ khác là cái đó là sai. Cái cuộc hành quân mình phải tiến lên cái địa điểm đó, thì cái đám quân này phải lên trên đó đúng ngay địa điểm chứ không có được chạy tầm bay tầm bạ. Đó là cái nhiệm vụ về lưu thông. Còn nhiệm vụ về duy trì quân không quân kỷ thì cái này á, là có nhiều anh ở Việt Nam hồi xưa đó là nó có cái vấn đề là mấy anh đi hành quân, mấy anh tác chiến đi hành quân về được đi phép rồi mà anh không thay đồ, chưa về thay đồ đó, theo lẽ là phải đi phép là phải về thay đồ đàng hoàng, mặc áo đồ này kia sạch sẽ đàng hoàng mới được đi phố. Đằng này mấy anh không có đi vậy, mấy anh đi luôn mặc đồ chặn rồi đi luôn 5-7 đến người vậy đó, đi phá làng phá xóm chẳng hạn, như đi gặp mấy cái quán bị ôm hay là đó, thì đi vô rập hát, vô coi không trả tiền,
Hoặc là vô quán bia ôm uống bia đã, rồi người ta kêu tới uống đã, rồi xong cái kêu ra trả tiền thêm, anh ơi, móc lựu đạn bỏ vô cái ly. À, cái đó là quân cảnh phải can thiệp. Quân cảnh phải tới bắt mấy anh đó. Thì cái nhiệm vụ nó cũng nguy hiểm, là khi mấy anh có súng, có đạn rồi này kia đó, mình tới không phải như cảnh sát đây. À, quý vị thấy là cảnh sát ở đây, ở Mỹ này đó, thấy một cái anh xe chạy xe qua đường mà chặn lại, không, anh không ngừng. 3, 4, 5, 6 cái xe cảnh sát chạy sau lưng, không có dám chạy lại gần. À, trong khi quân cảnh mình hồi đó là bắt mấy người lính như vậy đó, họ có súng, có lựu đạn. À, nó có nguy hiểm gấp ngàn lần cái cảnh sát bên đây. Mà cảnh sát bên đây thấy một anh đi qua đường vậy cũng không dám lại gần. Ngồi trong xe cũng mấy ông chỉ súng vậy thôi. 5, 7 xe cảnh sát chỉ súng lại gần. Mà không dám lại gần cái ông lái xe. Đấy, thì cái nhiệm vụ của quân cảnh ấy, nó có phần nguy hiểm hồi cái thời chiến tranh. Nếu mà cái thời đó mà không có quân cảnh ấy, thì chắc chắn rằng mỗi khi mà lính mà họ đi hành quân rồi về, họ đi phép là dân chúng sẽ bị mấy cái anh lính mà gai đó là phá làng phá xóm rồi, không có ai làm gì được hết. Cho nên cái nhiệm vụ của quân cảnh cũng rất là quan trọng, nó giữ được trật tự an ninh của thành phố. Không có, nó đúng ra thì suốt cái thời gian mình chiến tranh ở Việt Nam mình đó, rồi rất ít có trường hợp xảy ra những cái trường hợp như vậy, cũng có nhưng mà nhỏ nhỏ thôi, không đến nỗi lính mà đi liệng lựu đạn để chết người như mình nghĩ. Cái nhiệm vụ mà quân cảnh mà giữ trật tự an ninh cho dân chúng, cho thành phố đó, đó là cũng rất là, mình thấy coi vậy chứ nó cũng quan trọng lắm. Nếu không có quân cảnh thì chắc sẽ loạn. cái vấn đề kế tiếp là tôi muốn nói ở đây là cái nhiệm vụ quân cảnh thì nó không có cái chiến công gì hết. Chỉ được giữ được trật tự an ninh, duy trì luật pháp đối với cái thể chế của mình trong cái thời gian chiến tranh đó. Tôi xin hết. Vâng. Vậy thì về quân trang quân phục của quân cảnh thì như thế nào ạ? Yeah. Tôi xin giới thiệu đây là anh quân cảnh đây thì mặc cái quân phục. Quân phục cái thời đó đó thì có hai cái loại. Đây là loại quân phục gọi là quân phục tác chiến, có nghĩa là lúc nào mình cũng mặc cái đồ này. Rồi khi nào mà đi phép hay gì kia đó mặc quần đồ vàng như anh vậy đó, nhưng mà cái phù hiệu. Đây là cái phù hiệu quân cảnh. Dạ. Hiệu quân cảnh này. Chúng ta có ở trên banner, dạ. Đây là phù hiệu quân cảnh. Đó, rồi ở trên tay phải này có cái bảng tên. Bảng tên và đeo cái phù hiệu là cái súng chéo. Đó. Trên nón này cũng vậy. Nón thì cũng cái hình thức của cái nón như thế đó. Nón cái gì đó. Dạ vâng. Ngoài ra mặc cái đồ vàng đó thì quân cảnh đó, nó có cái nón kepi đó, mình gọi là casket đó, cái nón kepi màu đen đó, màu vàng như vậy. Sĩ quan thì mang nón đó, mang nón ở đây. Bản tên thì cũng giống vậy, mang ra chỗ đó. Riêng sĩ quan quân cảnh thì cái casket đen đó. Ngoài cái bộ đồ này thì còn bộ đồ 4 túi nữa. Cái này là cái áo bỏ trong, còn cái áo kia thì bỏ ngoài, nó 4 túi, 2 túi dưới nữa. Thì cái hình thức đó cũng có cái gì khác với bộ đồ như thế này. Xin chân thành cảm tạ sự hiện diện của nhị vị cựu quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng quân cảnh Vương Văn Trọng và Vương Hạ.
quân cánh Việt Nam lừng lẫy uy danh, thắm tô màu cờ tổ quốc quang vinh, bảo vệ an bình nêu cao công lý, quân đội hùng cường kỷ luật nghiêm minh, nhiệm vụ chấp hành tiền tuyến hậu phương xuất sắc hoàn thành đa hiệu đa năng, công tác âm thầm gian lao không quản, trên dưới một lòng huynh đệ chi binh. Ta đi lên để ngắm sông núi, anh em ơi miền chi nam nhi, ta tự hào là trai thế hệ ngàn trông gai.